Tiếp tục trong chuyên mục Học từ vựng tiếng Trung qua sơ độ tư duy Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về chữ Ừ Phiên âm là Hán Việt là ngữ Ý nghĩa là lời nói, ngôn ngữ Về cách viết Chữ này gồm bộ ngôn, bộ khẩu và số năm. Bộ ngôn nghĩa là ngôn ngữ, bộ khẩu nghĩa là cái miệng tạo thành ý nghĩa học ngôn ngữ để giao tiếp năm châu từ nối đầu tiên ta có yên nghĩa là âm trong âm thanh yên nghĩa là ngữ âm từ nối thứ hai ta có ngoại nghĩa là ngoại trong ngoại quốc ngoại nghĩa là ngoại ngữ từ nối số ba trưởng nghĩa là thành nghĩa là thành ngữ từ nối thứ tư ta có hàn nghĩa là hán hàn nghĩa là hán ngữ từ nối thứ năm. Yên. Nghĩa là anh, trong Anh quốc. Yên ngữ. Nghĩa là anh ngữ. Từ nối thứ sáu, ta có. Sự. Nghĩa là từ, trong từ vựng. nghĩa là từ ngữ đó là tổng hợp sơ đồ tư duy về chữ ngữ trong tiếng trung ngoài ra chúng ta sẽ còn một số từ vựng khác như ngữ pháp ngữ điệu nếu các bạn có điều gì cần giải đáp hãy bình luận phía dưới để panda hỗ trợ nhé xin chào và hẹn gặp lại trong các bài học sau